Chào anh em nhé, hôm nay mình lại làm một clip cực kỳ hay và thú vị để cho anh em xem. Thì cái clip này sẽ vẫn là M500 nhé. Mình sẽ dùng M500 này thi đấu một cái màn cực kỳ hay và thú vị. Và cái link này mình cũng để dưới phần mô tả video. Anh em chỉ việc nhấn và tải về thôi. Sau đó chép để làm theo hướng dẫn và sẽ làm thành công thôi. Nếu anh em nào mà chưa biết cách làm đấy thì có thể xem video hướng dẫn mình cũng để dưới phần mô tả nha. Anh em chép vào để có được cái màn thi đấu này nha. Thì màn này cực kỳ đặc biệt luôn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào game luôn và trải nghiệm cho anh em xem để anh em thấy được cái sự hay ho và hấp dẫn khi anh em xem video này. Rồi, chúng ta sẽ nhấn vào phần Adventure nha. Và chúng ta sẽ vào phần Ai Cập cổ đại nha. Và chúng ta sẽ đi tiếp ngày 4 của Ai Cập cổ đại. Vì cái màn này các bạn sẽ chép vào cái Ai Cập cổ đại này thì khi các bạn vào game đấy, các bạn chơi đấy thì nó sẽ ở trong cái màn này nhá. Rồi, các bạn nhìn thấy có điều khác biệt ở đây không? Bạn có nhìn thấy con zombie nào không? Đấy, thật sự mà cái video này mình muốn giới thiệu cho các bạn và chia sẻ cho các bạn là ở đây các bạn nhìn thấy zombie, không thấy một con zombie nào nhá, không thấy một tên zombie nào xuất hiện ở đây. Nhưng tí vào màn chơi các bạn vẫn chiến đấu như bình thường và cực kỳ khó khăn vất vả khi các bạn chơi cái màn này vì nó tàng hình đấy. Các zombie ở đây nó tàng hình, nó không cho chúng ta biết nó ở đâu và xuất hiện như thế nào đấy. Chúng ta rất khó để có thể tiêu diệt được, chính vì thế mà mình phải dùng M500 các bạn nhé. Và ở đây không săn để mình có thể kéo cây tẹt ga với có thể hạ được các zombie ở đây. Các zombie ở đây là level 30 các bạn nha, level 30 đấy chứ không phải là level bình thường đâu. Chính vì thế mà các bạn phải nhanh tay nhanh mắt và phải phòng tất cả các chỗ, không cho cái ô đất nào trống nha các bạn nha, vì chúng có thể lên bất cứ lúc nào và có thể mọc ra từ bất cứ đâu nha. Chúng có thể lên mọc ngay cái gần cái xe của chúng ta và chỉ cần đi lên một hai bước là mất cái xe luôn các bạn đấy. Màn này nó khó khăn và nó đặc biệt ở cái chỗ đấy nên các bạn phải lựa chọn cây cối để chiến đấu. Rồi, chúng ta sẽ chọn cây và thi đấu thôi. Đấy, mình sẽ dùng dưa hấu băng này, rồi là cái này đi đấy. Các cây cối cực chất và để chiến đấu cho nó cực mạnh mẽ, và hai cây mới này nhá các bạn nhá. Rồi, chúng ta sẽ dùng băng này, rồi bunet này và kẹo cao su này. Rồi, cây cối đã được lựa chọn xong, bây giờ chúng ta sẽ vào chiến đấu luôn đấy. Và các bạn hãy xem nhá, xem kỹ video để xem cái nó khó khăn như thế nào nhá. Rồi, chúng ta sẽ nhấn let's go và các bạn sẽ nhanh chóng mà trồng cây cối đi các bạn ơi. Zombie nó lên ngay và luôn đấy. Đấy các bạn nhìn xem. Đấy, nó ở đâu chui ra các bạn ơi. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy zombie chết. Đấy, các bạn nhìn những cái con đạn băng của mình này bắn vào các zombie. Đấy, các bạn nhìn xem mất luôn. Mất luôn này. Đấy. Zombie nó ăn mất cây luôn của mình đấy. Đấy, cả big hit zombie này, đầu to này, zombie đầu to. Đấy, tổng hợp các loại zombie nhá. Đấy. Nó quăng chai lọ rồi đủ các kiểu các bạn nhé, rất khó khăn cho chúng ta. Và các bạn phải đấy, phải đánh cho nó lộ diện luôn các bạn, nhìn xem đấy, các zombie tàng hình, kể cả gan cá tua đủ các loại nhá, nó tàng hình và các bạn rất khó khăn khi chiến đấu trong cái màn này. Các bạn phải làm cách nào mà để mình mất một cái xe rồi các bạn ơi, chết rồi, nguy hiểm quá. Các zombie ở đây nó tiến lên nhanh quá các bạn ạ. Các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy nó khó khăn chưa? Zombie nó mọc lên các chỗ các bạn nhé. Các chỗ khắp mọi nơi luôn. Mình phải đóng băng nó tạm thời vào, không thì thua mất các bạn ạ. M500 đấy các bạn ơi. Quá khó khăn luôn. Màn này cực kỳ khó khăn cho các bạn luôn. Các bạn không nhanh tay nhanh mắt các bạn thua luôn, xác định thua luôn. Và rất nhiều các zombie ở đây nhá các bạn nhé. Gan ca tua rồi đủ các thể loại luôn, nó mọc ra khắp chỗ luôn và chúng ta đã bị mất ba cái xe rồi các bạn ạ. Phải dùng dưa hấu băng để bao ấp thôi các bạn ơi.
cả Big Hit Zombie đầu to đây các bạn này, tụ họp với đây và các zombie ở đây rất mạnh luôn các bạn nhé. Các bạn phải tìm đủ mọi cách để chống lại các zombie này, nó rất mạnh luôn. Chết rồi, mình tiếp tục mất cái xe rồi các bạn ơi. Tiếp tục mất cái xe rồi. Nguy hiểm quá các bạn ạ. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Mình phải cho bullet ở đây để nó phòng chống các bạn ạ. Khi các zombie đến đây nó sẽ bị nổ bung xác. Đấy các bạn nhìn xem, quá hay ho luôn. Trận này cực kỳ hay ho cho các bạn khi các bạn có thể làm được cái này nhá. Và các bạn sẽ trải nghiệm cực kỳ hay. Mình sẽ phải dùng băng để đóng băng cho chúng, vì nó lên quá đông các bạn ạ. Nó ở khắp mọi nơi luôn các bạn nhé. Nó ở khắp mọi nơi luôn. Khắp mọi nơi luôn. Lên liên tục. Và chúng rất mạnh. Đấy. Các bạn thấy trận này hay không? Đấy. Các bạn link mình để dưới phần mô tả nha. Các bạn hãy chép vào và làm theo hướng dẫn để có thể làm thành công nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Thua rồi bạn ạ. Không kịp, mình không kịp trở tay các bạn ạ. Thất bại luôn. Đấy, các bạn thấy được sự lợi hại của các zombie ở đây. Vì nó tàng hình các bạn nhé. Các bạn không biết đường nào mà lần đâu các bạn ạ. Các bạn mà không nhanh tay như mắt, không kéo cây và không phòng được chúng đấy, thì đồng nghĩa với việc các bạn thất bại. Các bạn thất bại là các bạn thua luôn. Đấy, các bạn thấy được cái màn này nó cực kỳ khó khăn cho các bạn. Và mình đã nâng các flan của mình lên M500 rồi. Đấy, không săn vào M500 nhưng vẫn không thể nào mà hạ được các zombie đây. Đấy, các bạn hãy thử thách và thử xem các bạn có chinh phục được không nhá. Không giành chiến thắng các bạn ạ. Mình đi đấu một trận điểm arena nhé. Để lấy lại cái sức mạnh của mình vừa mình đã bị thất bại các bạn ạ. Bằng cách hành các zombie ở arena. Rồi, ở đây sẽ có rất nhiều vịt gà các bạn ạ. Đấy, rất khó cho chúng ta lên là các bạn sẽ dùng mình sẽ dùng cái con này nhá. Để cho nó thiêu đốt mọi vịt gà đây. Các loại vịt gà đây sẽ rất khó khăn. Và một cái cây này là cực kỳ hay ho cho các bạn này. Đấy, Olivebit nha. Và đây chính là hố sâu tử thần. Đấy, động không đáy này. Mình sẽ bắt lũ gà vịt và lũ trồn này. Bắt tất cả luôn các bạn nha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ dùng. Đây. Đấy. Rồi. Như này là quá hợp lý rồi. Chúng ta sẽ vào trận thôi. Và chiến đấu nhanh cái trận này cho các bạn xem sức mạnh của M500 nha. Đấy, động bắt gà vịt quá hợp lý luôn các bạn nha. Đấy. Bắt mọi thứ vào đây, chui hết vào đây. Đây chính là động không đáy các bạn nha. Động không đáy. Và chúng ta sẽ bắt mọi thứ luôn. Trận này mình cũng sẽ nhanh thôi các bạn ạ. Mình sẽ tăng tốc trận đấu cho cực nhanh luôn. Quá mạnh mẽ luôn các bạn. Mình phải dùng gốc cây lửa ở đây. Cái con phin vai này ở đây để nó cho nó đốt cái những cái băng này nha các bạn nha. Vì băng nó đóng băng liên tục nên là mình phải dùng cây lửa ở đây. Và cây sét, tia sét ở đây là một lợi thế cực kỳ cho chúng ta đi arena tuần này. Vì ở đây sẽ có rất nhiều gà vịt và trồn ấy các bạn ấy, rất khó tiêu diệt. Và các tảng băng nữa các bạn ạ. Tảng băng rất khó nha các bạn nha. Đấy. Các bạn dùng cây mới này mà nó không săn thì cực kỳ hay ho luôn các bạn nha. Các zombie ra là chết các bạn ạ. Ăn hành tới tấp luôn. Nhưng ở đây nó cũng rất mạnh đấy các bạn ạ. Nó rất mạnh luôn các bạn nha. Các zombie đây rất mạnh luôn. Đấy, số điểm của chúng ta chênh lệch nhau cũng không đáng kể luôn các bạn nhé. Không đáng kể luôn.
chứng tỏ đối thủ ở đây nó cũng nặng ký đi các bạn ạ. Nếu các bạn mà dùng không phải dùng M500 mà cũng không phải dùng không săn đấy thì các bạn kiếm số điểm cũng khó khăn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn xem là ở đây mình ấy, vừa Flan Food này, không săn này, M500 này, đi arena thì cực kỳ là khủng khiếp rồi. Các zombie ra cái là chết các bạn nhé. Và trận chiến kết thúc cực kỳ nhanh các bạn nhé. Số điểm mình cũng không cao hơn đối thủ bao nhiêu, chỉ hơn được có 600 thôi các bạn ạ. 3.9 với 3.3 đấy. Và đi thì rất nhanh các bạn nhé, vì nó là M500.000 và không săn lại Flan Food nữa. Thế nên là chúng ta đi rất nhanh, cực nhanh luôn. Chúng ta chiến thắng không được cao nhưng số điểm chúng ta đã bảo toàn và chúng ta đã giành được chiến thắng trong arena. Đấy. Thì hôm nay mình đã chia sẻ cho anh em về cái Flan với Zombie 2 và test cho anh em xem cái Zombie tàng hình nó mạnh và khủng khiếp như thế nào, để anh em có những phút giây trải nghiệm thú vị trong Flan với Zombie 2. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi được nhiều video hay, hấp dẫn hơn nữa tại kênh Flan Gamer nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.